mẹ vẫn có thể có một em bé ra đời khỏe mạnh nếu tình trạng dây rốn cổ chỉ ở mức một vòng hoặc mức độ quấn không có chặt. Câu hỏi mẹ thường họp bác sĩ để hỏi, em có tình trạng dây rốn quấn cổ như vậy thì liệu có sinh thường được hay không? Bác sĩ xin trả lời, chuyện mẹ có thể sinh thường hay sinh mổ phụ thuộc rất nhiều vào thứ nhất, sức khỏe em bé có chịu đựng được cuộc chuyển dạ hay không? Thứ hai, sự tiến triển của thai và sự mở của tử cung có thuận lợi cho cuộc sanh hay không? Chính vì vậy mẹ hãy yên tâm, trong quá trình chuyển dạ các bác sĩ sẽ đánh giá rất kỹ và thông tin cụ thể cho mẹ. Riêng về bản thân bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp sinh thường đã có tình trạng dây rốn quấn cổ từ 1 đến 2 vòng và em bé vẫn khỏe mạnh. Trong thai kỳ, nếu mẹ có tình trạng dây rốn quấn cổ thì hãy yên tâm, mẹ hãy đến gặp bác sĩ sản của mình sẽ được tư vấn về tình trạng thai kỳ hiện tại của mình, sẽ thăm khám bao nhiêu tuần một lần và sẽ sinh thường hay sinh mổ. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.